chào tất cả anh em. Thì trước giờ chúng ta vẫn hay có những cái sự so sánh đặc biệt giữa iPad, máy tính bảng và laptop. Thì ở đây hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một con máy mà có thể đảm nhiệm được cả hai vai trò đấy, đó chính là Asus VivoBook TP410. Và tại sao tôi nói như vậy, hãy cùng tôi đi mở chiếc hộp này ra xem nào. Một cái thiết kế hộp khá là cầu kỳ đến từ Asus. Bên này chắc chắn là sạc chuẩn luôn. Còn đây là nhân vật chính, khó lấy ta. Ok. Rồi, rất là thanh lịch và trang nhã với màu đen. Rồi, đặc biệt chỉ có một màu, các bạn không được lựa chọn màu. Dưới này chắc chắn là sẽ không có gì rồi. Nó chỉ là cái để lên để cho laptop đỡ bị xê dịch và trong quá trình di chuyển thôi. Đây là mấy cái thông số rồi rất sử dụng mà chả ai thèm nào cả. Ok đấy, trong cái hộp nó chỉ có như vậy thôi. Thì đây, nhân vật chính của chúng ta, Asus VivoBook TP410. Thiết kế bên ngoài thì nó bằng nhựa các bạn. Ở mặt đáy bằng nhựa. Mặt trên thì của nó là nhôm nguyên khối với một cái bản lề hai phía cũng khá là chắc chắn. Bỏ cả cái này qua bên đi. Các bạn có thể nhìn điểm đặc biệt tại sao mà tôi lại nói là chiếc laptop này có thể thay thế được một chiếc máy tính bảng, một cái tablet. Thì đây, ta. Và màn hình là màn hình cảm ứng. Các bạn có thể để đây, tay các bạn tạch hay là cho lên đây cho nó nhìn dễ hơn, xem phim thoải mái hơn. Hoặc là chuyển nó về thành một chiếc laptop thông thường. Đó, hay không? Hay không? 360 độ có thể quay được. Ok, thì điểm qua về bên ngoài. Chiếc Asus VivoBook này thì chữ Asus được in chìm và màu trắng. Bên phải thì chúng ta có hai cổng USB, một cổng SD và một điều đặc biệt đó là có hai cái nút tăng giảm âm lượng ở ngay bên cạnh này. Và một nút nguồn ở đây nữa. Bên này cũng có HDMI, rồi USB, rồi Type-C và một cổng 3.5 để kết nối tai nghe cũng như là mic. Đằng sau đây chúng ta có được lỗ tản nhiệt với vô số những cái khí tản nhiệt ở bên dưới này để hút khí đẩy ra. Có 4 cái chân ở đây gờ lên để nâng cao máy lên so với mặt bàn để hút khí tản nhiệt tốt hơn. Hai cái loa ở hai bên được thiết kế ở đằng sau của máy và cho sang hai bên cạnh. Nói chung là thiết kế cũng không có gì nổi bật ngoài một cái điểm tôi không thích ở đây, đó là hơi bám vân tay một chút. Nhưng mà không sao, nó cũng chỉ ở một mức độ khá là nhẹ thôi và không ảnh hưởng quá nhiều đến cái vấn đề tầm nhìn. Ở bên trong thì TP410 có được trang bị một màn hình 14 inch với viền màn hình cực kỳ mỏng. Và điều đấy tạo cho VivoBook của Asus một cái thiết kế rất là nhỏ gọn, ngang với một chiếc máy 13 inch thôi. Nhưng mà chúng ta đã được sử dụng một cái màn hình 14 inch. Ngoài cái việc cảm ứng tốt, đa điểm ra thì màn hình còn được trang bị công nghệ tấm nền IPS và một công nghệ bảo vệ mắt được gọi là Eye Care đến từ Asus, giảm 30% ánh sáng xanh, giúp bảo vệ mắt của các bạn cực kỳ tốt với những người làm việc nhiều và thao tác và nhìn màn hình máy tính nhiều. Nhưng có một cái nhược điểm tôi không thích ở cái màn hình của Asus này, khi mà với một cái mức sáng lớn khi các bạn mang ra ngoài thì nó sẽ tạo cho các bạn là cái độ sáng của màn hình nó không được quá cao, khiến các bạn rất khó để nhìn được. Khi mà tôi nhìn đây, tôi nhìn thấy hẳn mặt của mình bên trong này luôn. Mặc dù tôi đã tăng độ sáng màn hình lên hết mức rồi, tôi vẫn nhìn như kiểu soi gương vậy. Các bạn hiểu cảm giác đấy không? Mà nhất là với một con laptop mà các bạn có thể xoay ngược trở lại để cho nó trở thành một cái tablet như này. Xét về cảm ứng của chiếc laptop này thì tôi cảm thấy là nó cũng khá là nhạy và sử dụng khá là ok với những cái tác vụ bình thường. Không phải nói là khá là nhạy mà là thực sự nhạy. Và dùng khá là thích, khi mà ấn thì cũng không bị bám viền lên. Và với chiếc laptop này thì các bạn nên là trang bị thêm cho mình là một cái tấm dán màn hình nữa để tránh cái việc bám vân hay là bám bẩn lên màn hình. Nó rất là khó chịu khi mà các bạn sử dụng như một cái máy tính bảng. Thì với cảm nhận của cá nhân tôi thì bàn phím ấn khá là êm tay, trừ một cái việc là tôi quen dùng cái loại bàn phím kia rồi, nên là cái việc làm quen với một cái bàn phím laptop với một cái sắp xếp của bàn phím nó khá là khó so với tôi. Chứ còn về việc trải nghiệm bàn phím của tôi thì nó rất là bình thường và nó tích hợp rất nhiều thứ ở đây. Đó là
đèn nền của bàn phím hỗ trợ cho những người mà dùng trong môi trường chiếu sáng hoặc là dùng trong lúc buổi đêm chẳng hạn, thì các bạn có thể tùy chỉnh được cái đèn bàn phím này sáng hay là tối tùy các bạn, và nó hỗ trợ cực kỳ tốt cho các bạn muốn làm việc vào buổi đêm mà thiếu sáng. Và thêm vào đó nữa là một công nghệ đến từ ASUS mà tôi cực kỳ thích cái công nghệ này, đó là công nghệ làm mắt, có thể là IC Cool Design. Đúng rồi, IC Cool Design. Và công nghệ làm mắt này là như nào? Khi các bạn để tay ở cạnh cái tab này này để gõ bàn phím, thì khi các bạn làm việc một quãng thời gian dài hoặc là dùng những cái ứng dụng nặng và máy các bạn phải chạy với một hiệu suất cao, thì công nghệ IC Cool này của ASUS sẽ tạo cho các bạn một nhiệt độ cực kỳ mát ở cái chỗ bạn đặt tay và không hề gây khó chịu khi các bạn sử dụng máy ở cường độ cao như vậy. Và cái nhiệt độ dao động theo như hãng nói thì chỉ dao động đến từ 25 đến 35 độ C mà thôi, một cái mức nhiệt cực kỳ thoải mái để các bạn không cảm thấy quá khó chịu khi bạn sử dụng laptop để gõ hay là sử dụng những cái thao tác nặng. Và đó là một điểm cộng rất lớn cho chiếc ASUS này. Tiếp theo đến phần tablet thì chúng ta có một cái tablet khá là rộng và ấn cũng khá là tốt, không tạo lên một tiếng quá nhiều. Và phần trên của tablet thì chúng ta có được một chỗ để sử dụng cảm biến vân tay, và chúng ta có thể thay vì ngồi gõ mật khẩu dài nhằng nhẵng và sợ người khác đá hình đá mật khẩu, chúng ta có thể sử dụng cái tablet này và cái bảo mật vân tay này của ASUS, đó là bảo mật vân tay một chạm, cũng khá là ok. Điểm thêm một chút thì ở đây có ghi là Sonic Master, thì Sonic Master chính là một công nghệ về âm thanh được rất nhiều các hãng laptop bắt đầu sử dụng tầm khoảng năm 2004, mang lại cho các bạn một khả năng trải nghiệm âm thanh ở một trên một chiếc laptop là cực kỳ tốt, cực kỳ ổn. Rồi còn đây nữa, một công nghệ mà cực kỳ thích thú với tôi, đó là Fast Charge Technology đã có ở đây. Chỉ với 49 phút sạc thì các bạn có thể sạc lên đến 60%, và chưa kể đến công nghệ đó là tăng tuổi thọ của pin. Và một công nghệ nữa đó là các bạn có thể chọn rất nhiều mức sạc để có thể tăng tuổi thọ của pin và làm cho pin của bạn hoạt động ổn định hơn. Như là có 3 mức sạc cho các bạn lựa chọn, đó là 60%, 80% và 100%. Khi các bạn vừa cắm sạc vừa chơi, các bạn có thể sự lựa chọn đó là 60% hoặc 80% để cho cái việc pin của bạn không bị quá tải, liên tiếp bị quá tải và dùng khiến cho pin các bạn bị chai. Và ở đây thì tôi đang cầm một phiên bản rẻ nhất của TP410, đó là phiên bản i3 đời 7, 4GB RAM và các đồ họa on boot đi kèm, đó là HD Graphics 620. Thì với cấu hình như này thì các bạn có thể sử dụng mượt mà các tác vụ văn phòng bình thường, hay thậm chí là chơi một số các cái game đồ họa khá là nhẹ như là LOL, những game online bình thường. Nhưng vấn đề nếu các bạn có quá lo nghĩ về cấu hình và muốn nó chạy mượt mà hơn, thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên một, vẫn còn một khe M2SD cho các bạn, và có thể nâng cấp RAM lên được. Và tôi nghĩ đó là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý với một chiếc laptop mà có thể mang lại cho các bạn về khả năng giải trí lẫn khả năng làm việc một cách rất là tốt. Các bạn có thể vừa sử dụng để gõ văn bản, thậm chí là bẻ ngược ra và sử dụng như một chiếc tablet, một chiếc máy tính bảng. Và được trang bị rất nhiều công nghệ trong mình nữa, như là công nghệ về pin sạc nhanh này, pin bền này, lâu chai này, màn hình bảo vệ mắt này, và Full HD IPS, thậm chí là đèn nền màn hình để cho các bạn có thể sử dụng trong bóng tối, cảm biến vân tay, và thậm chí cả loa nữa, nghe cực kỳ thích với Sonic Master. Mà đặc biệt là có một mức giá cực kỳ phải chăng đang niêm yết tại hàng hàng, chỉ dao động ở các loại cấu hình, các loại khác từ 12 triệu rưỡi đến 16 triệu 8 mà thôi. Và các bạn có thể tùy chọn những cái cấu hình hợp lý cho mình, hoặc chọn một mức cấu hình thấp và nâng cấp lên, cũng không việc gì quá khó khăn, đúng không nào? Và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lại những video sau của hàng hàng. Nhớ like và subscribe nhé.